Mẹ nuôi bán con. Cái con bé này làm mẹ giật cả mình. Để con làm giúp mẹ. Mai kia con đi học rồi. Một mình mẹ vừa hái rau đi bán, lại vừa cơm cháo. Tha thủi một mình, con thương mẹ lắm mà chẳng biết phải làm thế nào. Mẹ còn lo lắng bộn bề cho con đây. Lên một nơi mới, mọi thứ hoàn toàn xa lạ. Nhưng không sao, phải như vậy con gái của mẹ mới trưởng thành được. Chào mẹ con đi. Đi mạnh giỏi nha con. Lên đến nơi nhớ gọi về cho mẹ. Giờ này ở nhà chắc mẹ cũng đang rửa rau. Một mình mẹ thì vất vả nhiều lắm. Mình nhớ mẹ quá. Chào cô bé, lại nhớ nhà hả? Ôi, cô Tâm, cô đi chạy thể dục à? Ừ, chạy từ xa cô thấy dáng người quen quen. Thì ra là cháu. Cháu ở ngay phòng đầu nhỉ? Vâng ạ, cháu ở ngay phòng đầu. Cô có ngôi nhà đẹp quá. Sớm cháu ai cũng khen cô có ngôi nhà đẹp. Cô có nhà đẹp, nhưng sống một mình trong đó cũng buồn lắm cháu ạ. Cô không có khả năng có con, nên cũng chẳng lập gia đình. Một mình mãi cũng thành quen. Mà thôi, bỏ qua chuyện của cô đi. Cháu đang nhớ nhà phải không? Vâng ạ, cháu nhớ mẹ quá. Cô hiểu mà. Cô cũng đã từng trải qua cảm giác như cháu. Cô sống thành phố này một mình cũng đã gần chục năm nay rồi. À, hay là cháu chuyển sang ở với cô cho vui. Nhà cô thì thoải mái rộng rãi, lại chỉ có một mình cô thôi à. Ôi, như vậy cũng được sao ạ? Nhưng mà cháu... Không nhân nhị gì hết. Yên tâm, cô không có lấy tiền nhà của cháu đâu. Cháu một mình một phòng riêng không có ảnh hưởng gì đến việc học cả. Cứ thế nhé. Vậy để cháu nói với mẹ, rồi có gì cháu bảo lại cô nhé. Ừ, mẹ đồng ý thì dọn qua ở cùng cô luôn. Dạ. Mẹ ơi, con đây. Ừ, mẹ đây. Sang nhà mới có được thoải mái không con? Thoải mái lắm mẹ ơi. Nhà đầy đủ, tiện nghi. Mẹ nuôi lại rất tốt với con nữa. Chăm sóc con chẳng khác gì mẹ cả. Nên mẹ cứ yên tâm đi nhé. Nhớ lời mẹ dặn, chú tâm học hành con nhé. Mẹ cứ yên tâm ạ. Con luôn nhớ mà. Mẹ đợi con một tí. Mẹ nuôi gọi con gọi lại cho mẹ sau nhé. Đi làm tóc với mẹ đi. Sinh viên rồi con cũng nên thay đổi một chút. Chứ để mãi tóc thế này quê quá. Nhưng mà con có tốn tiền nhiều không hả mẹ? Cái con bé này, từ bây giờ đi với mẹ phải thật vô tư, không nghĩ tiền nong gì hết, nhớ chưa? Mẹ lo hết. Mẹ nuôi thật là tuyệt vời quá. Cái con bé này, nhanh đi thôi. Nhiều đồ đẹp quá mẹ nhỉ? Con thích gì cứ lấy. À, nay mẹ mới thắng dự án lớn, xíu mẹ cho chút tiền mà tiêu vặt. Mà thôi, cho luôn kẻo quên. Mẹ cho con tất cả chỗ này sao ạ? Chứ còn sao nữa. Mẹ ơi, con đang đi siêu thị với mẹ nuôi. Trong này ồn lắm. Con gọi lại sao cho mẹ nhé. Gợi cảm quá. Trong mình càng ngày càng sành điệu. Có chuyện gì mà mẹ gọi con nhiều thế ạ? Không có chuyện gì đâu con. Dạo này việc học của con bận quá hả? Mấy tháng rồi chẳng thấy con về nhà. Mẹ lo lắng quá. Khi nào rảnh con về mẹ nhé. Con bé nó thay đổi thật rồi. Trời ơi, lộng lẫy quá. Yên tâm, mẹ sẽ đưa con đến nhiều nơi như thế này nữa. Thật thế hả mẹ? Vậy thì tuyệt quá. Mẹ ơi, con đang bận lắm. Con bận quá, hay là mai mẹ lên thăm con nhé. Không cần đâu mẹ ơi, con đã bảo rảnh con về mà. Thấy mẹ nhé. Vào chồng của ta rồi. Ngây thơ lắm con ạ. Trời ơi, mình làm sao mà hoa mắt, chóng mặt thế này? Mình đang ở đâu thế này? Khách sạn sao? Tôi nói giá đó không được là không được. Ông trả thêm đi, nhanh lên. Tôi cho nó uống có một viên thuốc ngủ bỏ vào nước cam thôi đấy. Được rồi, vậy thêm 10 triệu nữa.
Khỉ thật, nó trốn rồi kìa. Bắt lấy nó. Đứng lại ngay cho ta. Con ơi, đứng lại đi. Không phải như con nghĩ đâu, đứng lại đi. Mẹ, mẹ ơi. Ôi, con, sao con về giờ này? Mẹ ơi, con sợ quá. Xíu nữa thì con bị người ta lừa bán mẹ à. Mẹ nuôi đã bỏ thuốc mê vào nước cam của con. Trời ơi, cái gì? Mẹ nuôi là người như vậy sao? Lạy trời, thế con có làm sao không? May mà con chạy thoát được về đây với mẹ. Con sợ lắm. Con xin lỗi mẹ. Con đắm chìm trong những thú vui mà không thường xuyên quan tâm đến mẹ. Suýt nữa con đã... Con đừng có nói gì nữa. Ổn rồi, có mẹ đây rồi, con sẽ không sao hết. Chiếc bông tai trong phòng ngủ. Anh đang đi làm à? Công việc ở đây vẫn chưa xong, chắc là phải một tuần nữa em mới về được. Anh chịu khó ở nhà một mình nha. Không sao, em cứ lo xong việc đi rồi về với anh. Dạ vâng. Thế em cúp máy rồi làm việc tiếp đây. Anh ấy sẽ không ngờ là mình về bất ngờ thế này. Chắc sẽ mừng lắm đây. Ôi, vợ không có ở nhà có khác, nhà cửa bề bộn thế cơ chứ. Ôi, ngủ vậy cũng không thèm gấp chăn gối. Có vợ phục vụ quen rồi mà. Đây không phải là hoa tai của mình. Anh đang làm gì đấy? Đã đi làm về chưa? Anh cũng đang trên đường về, sắp tới rồi. Mà bao giờ em về thế? Chắc phải sang tuần đó anh. Em đang nhiều việc quá. Ừ, không sao đâu em. Khi nào xong việc thì về. Thôi nha, anh đang lái xe. Trời ơi, điều mình nghi ngờ là sự thật ư? Sao mọi chuyện lại đến nỗi này cơ chứ? Kìa em, sao em nói sang tuần mới về mà về sao không về nhà, lại hẹn anh ra quán cà phê thế này? Chúng ta cần nói chuyện. Trả lời em, tại sao anh dám ngoại tình ngay tại phòng, trong căn nhà của em và anh chứ? Em nói gì vậy? Em đừng nghe người khác nói linh tinh. Anh đừng giả vờ nữa, em đã biết hết mọi chuyện rồi. Em lắp camera ở nhà chúng ta sao? Điều đó giờ không còn quan trọng nữa rồi. Anh nói đi, tại sao anh lại phản bội em? Anh xin lỗi. Thật ra anh cũng đang không biết phải làm thế nào để mở lời với em về chuyện này. Giờ em biết được sự thật thì cũng tốt. Anh nói thế là ý gì? Anh muốn ly hôn. Cái gì? Ly hôn sao? Đúng vậy. Anh thấy chúng ta không còn phù hợp để tiếp tục sống với nhau nữa. Cách tốt nhất là giải thoát đi. Tại sao thế? Vì cô ta mà anh sẵn sàng ly hôn người vợ đã ở bên anh suốt 6 năm trời ư? Em còn tưởng rằng anh sẽ giải thích rằng chuyện với cô ta chỉ là vui chơi qua đường rồi xin em tha thứ chứ. Anh xin lỗi. Mong em hãy hiểu cho anh. Chẳng phải anh Tùng nói sẽ ly hôn với chị rồi sao? Chị có gặp tôi cũng không thay đổi được gì đâu. Nhưng tôi thấy cô vẫn còn trẻ, còn rất nhiều sự lựa chọn. Tại sao lại chấp nhận lấy một người đã có gia đình và hơn mình nhiều tuổi như thế? Chị không cần phải dùng những lời lẽ đó để khích bác tôi.
Chẳng phải anh ấy sắp bỏ chị rồi sao? Hai người cũng chưa có con, đâu thể nói là gia đình được. Chị nhìn lại mình đi, chị không xứng đáng với anh ấy đâu. Đừng có làm mấy trò níu kéo rẻ tiền nữa đi. Con... Mọi chuyện sẽ không thay đổi được đâu. Báo với chị một tin, tôi đã có con với anh ấy rồi. Chúng tôi mới là một gia đình. Cô nói sao? Cô có thai rồi ư? Tôi rất thích căn nhà này. Anh cứ về bàn bạc thêm với vợ đi, rồi chốt giá cho tôi nha. Tôi sẽ gọi lại cho anh sớm. Anh Tùng. Vậy tôi xin phép. Anh định bán nhà sao? Ừ, đúng vậy. Em yên tâm, tiền bán nhà sẽ chia đôi, chúng ta sẽ không ai phải thiệt hết. Anh còn nhanh chóng bán nhà nữa, muốn mau được giải thoát đến thế cơ à? Anh đã quyết định rồi, ly hôn là cách giải quyết tốt nhất và duy nhất. Em đừng níu kéo nữa, anh không còn tình cảm với em nữa đâu. Tình nghĩa bao nhiêu năm chỉ có thế thôi sao? Em đừng lôi mấy cái thứ tình nghĩa ra để ràng buộc anh nữa. Khi hai người không còn tình cảm thì chuyện ly hôn là bình thường thôi. Em hãy ký vào đơn đi, anh không muốn dây dưa đâu. Được rồi, tôi sẽ ký. Nhưng trước tiên tôi muốn cho anh xem cái này. Ờ, là cái gì thế? Anh có nhớ cách đây 4 năm chúng ta từng đi xét nghiệm hay không? Ngày đó tôi và anh cưới nhau được 2 năm nhưng mãi không có con. Ờ, anh nhớ. Chẳng phải hồi đó bác sĩ nói là sức khỏe chúng ta đều bình thường, chỉ có điều cả hai không hợp nhau nên rất khó có con. Anh có nhớ là chúng ta đã hứa gì với nhau hay không? Dù thế nào chúng ta vẫn sẽ mãi ở bên nhau nha, cùng lắm là sinh con nuôi. Thế nên em đừng lo lắng nhiều nha. Vậy mà bây giờ anh đã phản bội tôi để đến với người phụ nữ khác vì cô ta đã có con với anh sao? Ờ, em đã biết rồi sao? Đúng vậy. Anh không muốn nói vì sợ em buồn thôi. Con anh sinh ra không thể không có bố. Em phải hiểu cho anh chứ. Chúng ta đã không hợp nhau, không thể có con thì em phải cho anh tìm cơ hội khác chứ. Ra vậy, anh đúng là một kẻ ích kỷ. Thế thì anh hãy mở hồ sơ ra, đây mới là kết quả thật sự của anh đấy. Cái gì cơ? Anh bị vô sinh ư? Đúng vậy. Nếu anh không tin, có thể đến bệnh viện kiểm tra lại. Chỉ vì tôi không muốn làm anh buồn nên mới giấu anh suốt thời gian qua. Tôi nghĩ là tình yêu có thể giúp chúng ta vượt qua tất cả, và tôi sẵn sàng hy sinh vì anh. Nhưng mà tôi đã lầm. Hóa ra chỉ có mình tôi đã cố gắng xây dựng hạnh phúc này mà thôi. Anh không thể có con. Vậy đứa bé trong bụng Trang là... Cái đó thì anh nên đi hỏi cô ta là rõ nhất. Yến à, anh sai rồi. Anh đúng là sai rồi. Anh đúng là điên mới bỏ một người vợ tốt như em. Em hãy tha thứ cho anh nha. Đơn ly hôn tôi đã ký rồi. Chào anh. Trời ơi. Tên cướp tình nghĩa. Hôm nay được về sớm, mình đến thăm mấy đứa nhỏ ở trại trẻ mồ côi mới được. Xe giờ này đông ghê, mình phải đi mấy trạm nữa mới đến nơi. Đứng thế này mỏi chân chết đi được. Sao hôm nay xe chạy chậm thế nhỉ? Trời, móc tối à. Ôi. Dạ, cháu xin lỗi ạ. Không sao. Mà hình như ví của cô bị rơi ạ. Ờ, thôi chết, rơi lúc nào mà cô không biết. May mà có cháu nhắc đó. Cảm ơn cháu nhiều nha. Dạ, không có gì đâu ạ. À.
Sao mình cứ có cảm giác có ai đó đang đi theo mình nhỉ? Sao hôm nay mình thấy đường đến trại trẻ mồ côi dài thế nhỉ? Kêu lên, tao đâm chết bây giờ. Anh là người trên xe buýt, anh theo dõi tôi về tận đây à? Ranh con nhà mi đã làm hỏng chuyện lớn của ta. Nếu không có mi phá đám thì cái ví tiền kia đã thuộc về ta rồi. Đại ca phải đi theo để xử mi chứ. Anh muốn gì? Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây. Tôi không có tiền. Trong túi kia là gì? Bỏ hết ra. Trong đây chỉ có ít bánh kẹo mang đến cho lũ trẻ ở trại trẻ mồ côi thôi. Con ranh kia, đứng lại cho tao. Chết rồi, bức ảnh. Hình như hắn nhảy xuống sông rồi. Cứu tôi với. Cứu tôi. Hắn không biết bơi sao? Anh bị điên à? Không biết bơi lại nhảy xuống sông làm gì? May mà tôi biết bơi, chứ xung quanh đây không có ai cứu anh được đâu. May là vẫn lấy được nó. Đừng nói anh nhảy sông là để nhặt bức ảnh này nha. Bức ảnh này vô cùng quan trọng với tôi, không có nó chắc tôi không sống được. Một tên chuyên móc túi cướp của như anh mà cũng nhân văn thế sao? Chỉ vì một bức ảnh mà dám hy sinh thân mình à? Đây là ảnh mẹ tôi và tôi khi còn nhỏ. Bà ấy qua đời lâu rồi. Tôi không có ba. Mẹ tôi một mình tôi nuôi tôi khôn lớn, nhưng không may bị tai nạn qua đời. Tôi và mẹ chỉ có một bức hình chụp chung này thôi. Ra thế, hèn nào anh quý bức ảnh đó đến như vậy. Mà sao cô lại cứu tôi? Tôi là một tên móc túi, lại còn định cướp tiền của cô cơ mà. Cô không sợ cứu tôi xong tôi lại cướp của cô nữa hả? Tôi không suy nghĩ được nhiều như thế, chỉ biết là thấy người gặp nạn thì phải cứu thôi. Giống như việc cô nhìn thấy tôi định móc túi người phụ nữ đó nên can thiệp đúng không? Cô đúng là một cô gái hiếm có đấy. Nhìn cách anh liều mình vì bức ảnh, tôi nghĩ anh cũng không phải là người xấu hoàn toàn. Nếu anh thương mẹ, nhớ mẹ như thế thì đừng sống như vậy nữa. Có thể vừa rồi là lời cảnh báo. Nếu anh còn làm việc xấu nữa thì mẹ anh sẽ rời xa anh mãi mãi đó. Nhìn anh cũng sáng sủa, khỏe mạnh đó chứ. Ngoài kia thiếu gì việc làm, trời để cho tôi cứu anh cũng là để anh sống lại cuộc đời mới đó. Hãy làm lại cuộc đời đi. Thôi đi, đừng tưởng cứu tôi mà nói gì cũng được nha. Cô bảo đi thăm bọn trẻ gì ở trại trẻ cơ mà. Đi đi, không muộn bây giờ. Không thèm nói với anh nữa, tôi đi đây. Cô đúng là cô gái lạ lùng nhất mà từ trước đến giờ tôi từng gặp đấy. Cảm ơn là động viên của cô. Tôi sẽ nghe lời cô để sống một cuộc đời mới. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.